Lãnh đạo các công ty viễn thông đang gặp gỡ tại Barcelona trong khuôn khổ Hội nghị di động thế giới được tổ chức thường niên. Công nghệ đồng hồ thông minh là một trong những chủ đề lớn tại hội nghị lần này. Nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng trẻ em hãy cẩn thận. Bật thiết bị này lên, bạn có thể bị theo dõi. Chiếc đồng hồ thông minh Amigo cho phép các bậc cha mẹ theo dõi con của mình. Một hệ thống GPS sẽ báo động nếu con của bạn đi lạc hay xác định trước những khu vực an toàn. Trẻ sẽ biết chúng bị theo dõi, nhưng từ theo dõi xem ra thì đáng sợ quá. Chúng tôi cố gắng để tạo một mẫu thiết kế khiến trẻ thấy thích thú. Không chỉ là đồ chơi cho trẻ, những chiếc smartwatch còn là một trong những sản phẩm được quan tâm hàng đầu tại Hội nghị di động thế giới năm nay. Các hãng công nghệ đều giới thiệu những mẫu sản phẩm mới có tích hợp các chức năng gọi điện, gửi tin nhắn, điều khiển giấc ngủ. Đó là một thị trường còn chưa được khai thác, chưa được kích hoạt vào thời điểm này, và sẽ đến một lúc những chiếc đồng hồ thông minh chính xác là những gì mọi người cần. Cho đến giờ, vấn đề đối với các smartwatch là kích cỡ, quá vuông, quá to, nhìn không được đẹp lắm. Nhưng với chiếc Urbana, LG cho rằng họ đã vượt qua được thách thức đó. Chiếc đồng hồ này có dây da, thiết kế đẹp và trông giống như một chiếc đồng hồ thông thường. Mẫu này thậm chí còn gắn được cả thẻ SIM. Những chiếc đồng hồ thông minh cần trở thành một phụ kiện thời trang hơn là nhắm vào công nghệ. Khi điều đó xảy ra, mọi người sẽ thích đeo chúng hơn, và chắc cần thêm một vài năm nữa, lúc đó người ta sẽ lựa chọn rời khỏi nhà với một chiếc điện thoại hay một chiếc đồng hồ. Doanh số bán đồng hồ thông minh dự kiến sẽ tăng hơn 150% trong năm nay, đạt 75 triệu chiếc. Vào năm 2018, con số này sẽ tăng gấp 5 lần, và phần lớn trong số đó sẽ phụ thuộc vào Apple. Gã khổng lồ công nghệ này sẽ tung ra thị trường chiếc smartwatch đầu tiên của mình trong một vài tuần tới. Các nhà sản xuất thiết bị tại hội nghị hy vọng chiến dịch marketing sản phẩm của Apple cũng sẽ mang lại lợi ích cho họ.